Bảo Anh tỏ rõ thái độ sau loạt bình luận trái chiều hậu khoe con gái 13 tháng tuổi. Bảo Anh cho biết rất vui khi con gái được yêu thương, đồng thời hé lộ phản ứng trước những bàn tán từ cư dân mạng. Sau một cú trượt tay, Bảo Anh chính thức gia nhập hội mẹ bỉm nghiện con của showbiz. Giấu kín tin vui suốt 13 tháng, nay nữ ca sĩ thoải mái hé lộ những khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tì. Tuy nhiên, việc Bảo Anh không đề cập đến bố của con gái khiến cư dân mạng bàn tán trái chiều. Một số người còn để lại những bình luận tiêu cực liên quan đến Bảo Anh và con gái. Đến mới đây, mẹ của Misumi đã lên tiếng chia sẻ rõ quan điểm. Bên dưới bài đăng khoe con gái lúc 5 ngày tuổi, Bảo Anh chia sẻ, tôi xin hấp thụ mọi tình yêu và mọi sự tích cực. Còn lại xin phép miễn nhiễm. Cảm ơn mọi người không chỉ yêu thương Bảo Anh mà còn yêu em bé của cô ta. Qua chia sẻ này, có thể thấy Bảo Anh quyết không quan tâm đến những lời lẽ ác ý từ bên ngoài. Bảo Anh cũng thả tim trước những bình luận chúc mừng, gửi lời nhắn tốt đẹp tới nhóc tì và bơ đẹp những dòng nhận xét không tích cực. Bảo Anh chính thức công khai có con gái vào tháng 4 năm 2024. Nữ ca sĩ đã vướng tin đồn sinh con từ giữa năm 2023 nhưng đến nay mới trực tiếp xác nhận. Bảo Anh không tiết lộ thông tin về bố của nhóc tì. Tuy nhiên, Dương Triệu Vũ, bạn thân Bảo Anh cho biết bố của bé Misumi không phải một đại gia. Chính nữ ca sĩ cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò đại gia nghìn tỷ. Dương Triệu Vũ cho biết Bảo Anh quyết định sinh con để hiểu ý nghĩa của tình yêu thiêng liêng sau những tổn thương, biến cố mà cô đã trải qua trong quá khứ. Từ sau khi thoải mái nói về Misumi, Bảo Anh sơ hở là khoe con gái với đồng nghiệp, khán giả. Trong lần hiếm hoi chia sẻ trước công chúng, Bảo Anh nói, tôi có hai tài khoản, trong đó có một tài khoản dành cho bé mà tôi đã lập từ lúc bé sinh ra nhưng để ở chế độ riêng tư. Hai tài khoản đó có kết nối với nhau, lúc bé biết đi thì tôi vui quá nên đăng clip lên tài khoản riêng tư của bé nhưng nó lại lỡ, dính, đăng kèm, luôn ở tài khoản của tôi. Tôi cứ tưởng là không sao nhưng mà qua ngày hôm sau thì thấy mọi người rần rần, lỡ tay trượt thì mình công bố luôn vậy vì đó cũng là một niềm vui của tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.